Ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ vẽ làm sao để được cái bức tranh như thế này. Đây là một bài khá là dài và là một bài tổng hợp để mọi người có thể vẽ được toàn bộ những nội dung như mọi người thấy ở trên này ha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu.